Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phương Vlog nha. Hiện tại Phương đang ở đường Bùi Viện đó mọi người. Đây là số 167 Bùi Viện nè, quận 1. Ở đây có cái quầy bán đậu hũ nóng của cô Thủy đó mọi người. Đây, địa chỉ ở đây nha mọi người. Đây, tôi thấy hiện tại chỗ này bán rất là đông khách ngồi ăn luôn nha mọi người. Khách ngồi hết chỗ luôn rồi mọi người. Đây có em bé gái ngồi bán nè. Đây bây giờ cùng bày cái gánh đậu hũ cho mọi người coi nha. Giờ nè, gọi của anh đó, còn cái này 3 ly đủ luôn rồi, còn cái này 4 ly đúng không? Thêm ly nữa thôi. Ở đây bán từ lúc 3 giờ rưỡi nha mọi người. Người tranh thủ giờ ra để ví dụ bán dạo này đắt lắm nên hết sớm lắm mọi người. Ra sao năm giờ ra sao 3 giờ rưỡi mới có dọn ra bán nha mọi người. Rồi đợi em chút nha anh. Cái này của ai vậy? Đó 3 ly của anh cho đó. 3 ly hả? Không, 3 ly của anh ngoài kia kìa. Anh ngoài kia. Anh chỉ có quà á. Lấy nhiều người không được. Không được đúng không? Đúng rồi, cái ly của mình đó của anh, đúng rồi, ly dưới có dừa trên không dừa. Gái này là con của cô Thủy nha mọi người. Cô Thủy trong nhà nấu rồi đậu hũ không có ra bán nha mọi người. Em gái này bán với lại mấy chị với mấy dì bán phụ nè mọi người. Bốn ly rồi chị, sao luôn ba luôn, của anh kia đưa đủ 3 ly chưa? Không có 1 ly ạ. Dạ. Ở đây trong đây 2 ly mang về luôn. Bán nhanh lắm, trong vòng 1 tiếng mấy là bán hết luôn nha mọi người. Dạ đợi xíu ạ. Giữa ngày kia có chị hỏi là 18 chưa? Mấy ly ạ? 3 ly. 3 ly đầy đủ hả? Nước đường nấu với gừng đó nha mọi người. Cái hộp trắng trắng nhỏ nhỏ là trân châu á mọi người. Nước dừa chung ha anh. Đây là cái xô nước dừa nè mọi người. Đây 1 ly đậu hũ đầy đủ vậy chỉ có 10 ngàn thôi nha mọi người. Khách tới ngồi ăn đông lắm nha mọi người. Đây cái nồi đậu hũ này nha mọi người. Đây, cái nồi đậu hũ. Ăn
Đây chị ghế này 10 ly nè. Bán không kịp luôn nha mọi người. Cầm 10 ngàn ly cũng rẻ nè. Cái nước đường này cũng ngon lắm nha. Vô nước đường này. Hôm qua bán có 40 phút là hết luôn á. Tới 4 giờ 10 là hết sạch rồi. Khách tới mua không có luôn á. Chút hết nữa giờ. Hồi 3 giờ chưa dọn ra đâu, 3 giờ rưỡi. Chút cũng hết sớm nè, chưa 5 giờ hết giờ. Không có ly lớn anh nói khách nhỏ không à. Thôi em đổ ngoài nè ba. 100. 10 ly nữa. 10 ly đang có ly hai người này. Còn 4 ly nữa. Em cho chị 2 ly. 10 ly ở đây đâu? Mấy ly chị 10 ly của bà. Phải chờ. Là 10 ly của bà rồi. 10 ly ở đây. Chị ăn đây mấy lần rồi chị? Cũng mấy lần rồi. Nhiều rồi ha. Dạ. Bốn năm người bán luôn, không kịp luôn.